vì phạm tội can thiệp vào luật nhân quả của con người, thần chết Jessin đã bị cha mình trục xuất khỏi âm phủ. Để quay trở lại âm phủ, anh chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là có được cảm tình của con người. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Cùng mình theo dõi nhá. Jessin vừa cùng hắn ta trải qua một trận mây mưa xong, hắn ta nũng nịu khoác áo lên cho Jessin, giọng ướn a ướn ẹo, đại nhân à, sao ngài không đến tìm ta thường xuyên như trước nữa? Đêm nào ta cũng thắp đèn đợi ngài vì biết đâu ngài lại tới, không lẽ, ngoài ta ra, ngài còn có thêm kẻ khác hay sao? Anh lạnh nhạt phì phéo hút điếu thuốc trong tay, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Bỗng nhiên, ngoài cửa có một luồng khí lạnh thổi vào, kèm theo đó là những tiếng, lạch cạch, Jessin khựng người lại. Anh chậm chậm quay đầu lại, liếc nhìn hai người đang chắp tay cung kính đứng phía sau, ngài Jessin. Diêm vương cho gọi người ạ, mong người mau chóng thu xếp trở về. Anh nghe vậy có hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn không có lấy một chút biểu tình, đứng dậy theo hai người về âm phủ. Đến âm ti, Jessin đã thay một bộ quần áo mới, quỳ trước đại điện nghe cha mình giảng đạo lý. Chắc con cũng đoán được lý do ta gọi con về là gì rồi, Jessin, mau nói đi. Ông hơi ngắt lời, muốn anh tự mình nhận lỗi. Nhưng có vẻ Diêm Vương đã quá đề cao sự tự giác của anh, Jessin chẳng mảy may lo sợ, trưng ra vẻ mặt hống hách không ngán một ai, làm cho Diêm Vương tức điên người, đến nước này ông cũng không thể nào bao che cho con mình nữa. Diêm Vương trực tiếp lật bài ngửa với con trai mình, con dám cả gan động tay vào sổ sinh tử à, sao con lại có thể gây ra chuyện kỳ quái như thế này hả? Jessin lúc này vẫn cứng miệng, không chịu hé răng nói nửa chữ, dáng vẻ hung hăng trướng mắt này của anh, làm Diêm Vương quyết tâm trừng phạt cho bằng được, ông lạnh giọng. Ta sẽ xử tội con, tùy vào câu trả lời của con như thế nào. Jessin lúc này đã thấy rén, lớn tiếng gân cổ lên cãi, nếu vì vụ của Park Ji-kyung, thì con cũng bị oan, thưa phụ vương. Ngay từ đầu lão già đó đã lên kế hoạch để gài bẫy con. Anh nhớ lại, một tháng trước ở nhân gian, một ông già tâm cơ đã tới tìm Jessin, ông ta muốn cá cược với anh, nếu như ông ta thắng thì anh phải ban cho ông ta một điều ước, còn nếu ông ta thua thì mạng của ông ta sẽ thuộc về anh. Jessin nhìn ông ta cười khinh một cái, trong từ điển của anh không có chữ thua, không có điều ước gì ta không thực hiện được cả. Ừ thì, thực hiện điều ước của người cũng chẳng tốn kém gì, cứ nói thử xem nào. Ông ta được như ý thì cười gian xảo, tuổi thọ của lão già này, hãy tăng thêm chút cho lão nhé. Jessin sững người lại, anh có chút đắn đo, chuyện này anh không thể tự ý quyết định được. Thấy biểu cảm này của anh, ông ta lên kế kích tướng, sao ngài lại lưỡng lự vậy? Như lời ngài vừa nói đó, chẳng phải không có gì là ngài không thể làm sao? Ông ta cố tình để lộ lá bài được giấu trong tay áo của mình, tiếp tục mỉa mai, hay là ngài tệ đến mức không thể thắng nổi con người, hoặc là ngài đánh bạc không giỏi. Với bản tính hiếu thắng của mình, anh đương nhiên không chịu được sự sỉ nhục này, đồng ý ngay, chỉ là một mạng người nhỏ nhoi mà dám ăn nói xuồng xã. Được, chơi nào. Trước khi chơi, Jessin không quên cười nhếch mép đe dọa, so với mạng sống của một người thì mạng sống nào cũng như nhau cả thôi. Nếu ta thắng, thì thứ ta muốn lấy đi chính là mạng sống của người đấy. Ông ta lòng vui như mở hội, gật đầu liên tục, vâng, ngài cứ làm như vậy đi ạ. Jessin kinh thường, tự cao tự đại nói, nào, vậy ta bắt đầu thôi, mau răng ra thế trận của ngươi đi. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền bị vào mặt bôm bốp. Vừa mới kết thúc một ván, Jessin đã thua thảm hại. Ông ta vuốt vuốt bộ râu đắc ý cười ha hả, ta thắng rồi, thưa đại nhân. Dù gì đi nữa thì số phận trường thọ của ta cũng đến rồi. Jessin nhìn mấy nước đi trên bàn, chép miệng nói, cũng không còn cách nào khác nhỉ. Ta sẽ hoàn thành ước nguyện cho ngươi vậy. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông ta, một người phàm tục như ông ta, lại muốn sống mãi không chết, đã thấy anh sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Jessin giơ tay một cái, cuốn sổ sinh tử đã hiện ra, anh vừa nói vừa vài câu, tuổi thọ của ông ta đã được đổi từ năm Kỷ Dậu sang thành năm Kỷ Sửu. Mọi việc xong xuôi, Jessin gập cuốn sổ lại, sau đó cuốn sổ tan biến. Jessin mở quạt ra, phe phẩy trước mặt, tự mãn nói, không có điều ước nào mà ta không làm được cả. Ông ta vui đến nỗi không khép được miệng, liên tục cảm ơn. Anh nhìn vẻ mặt vui sướng của ông ta không nén được sự mong chờ, ngày ông ta biết sự thật chắc sẽ bị sốc nhiều lắm, đến lúc đó tha hồ mà hóng chuyện hay. Jessin đẩy mũ xuống đứng dậy rời đi, trước khi đi còn cố tình quay lại nói vài câu ẩn ý, vậy thì, sống thật tốt nhé. Ông ta lúc này đã bị làm cho mở mắt, bái lại không ngừng. Tạ ơn ngài rất nhiều, thưa đại nhân. Ông ta không hề biết, cái giá phải trả của việc kéo dài tuổi thọ là rút ngắn tuổi thọ của con trai ông ta. Cho đến 100 năm sau, sứ giả địa ngục tới đòi mạng ông mới quỳ xuống, khóc lóc kể lể xin tha cho con trai mình. Ji-won, con trai của tiểu nhân, xin ngài hãy cứu lấy nó. Xin ngài hãy đưa tiểu nhân qua thế giới bên kia đi ạ, làm ơn hãy cứu lấy con trai của tiểu nhân đi mà. Hai vị sứ giả lạnh nhạt nhìn ông ta vô tình nói, hồn phách của Park Ji-won con trai ngươi.
đã sớm qua sông Sam do đi đến con đường đầu thai chuyển kiếp rồi, nên thân xác và xương cốt không thể hồi sinh được nữa. Trở về với thực tại, Diêm Vương nghe xong câu chuyện còn tức điên hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, vì một lý do nhỏ ngói đó, mà con dám tráo đổi tuổi thọ của cha con họ hay sao? Các quan sai vì con mà chịu những cựu hình gì con có biết không hả? Dê xin chán nản thở dài, chỉ vì lấy đi tuổi thọ của vài cái mạng trần tục thôi mà cha anh, cũng làm quá lên như vậy, đã thế còn bắt anh quỳ từ nãy đến giờ, muốn thoát vị nghĩa đệm luôn. Dê xin vẫn cố ngụy biện, nhưng việc làm tròn đạo hiếu với cha mẹ không phải là bổn phận của con cái hay sao? Nếu con là Park Ji-won thì con cũng sẽ sẵn lòng dâng cả mạng sống của mình, cho cha. Thấy anh vẫn còn chưa biết nhận sai, Diêm Vương không nhịn được nữa, tức giận hét lớn, im miệng. Dê xin giật mình, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng bị cha hét thẳng vào mặt như vậy. Diêm Vương bất lực day day chán, biết trước đẻ ra thằng con mất dạy như này thà không đẻ ra còn hơn, tức cái mình thật chứ. Biết rõ tuyệt đối không thể để anh tiếp tục làm càn như vậy, Diêm Vương hạ quyết tâm, trừng trị anh thật nặng tay. Trước bàn dân thiên hạ, Diêm Vương ra lệnh tuyên bố, Dê xin, con trai của Diêm Vương, ta sẽ phán tội của con, trục xuất Dê xin không được trở về âm phủ. Dê xin ngỡ ngàng, không ngờ cha mình lại tuyệt tình đến thế. Nhưng trục xuất thì đã thôi đi, ai dè Diêm Vương còn biến anh thành một con chó, trải nghiệm khó khăn ở trần gian. Chỉ khi về đêm, anh mới có thể biến về hình dạng con người. Để hoàn toàn xóa bỏ lời nguyền, Dê xin phải có được tình cảm của con người. Dê xin run rẩy trốn ở trong góc, chờ mưa tạnh cũng như tránh sự truy đuổi của con người. Đến giờ phút này, anh vẫn không biết hối cải, liên tục oán trách cha mình. Phụ vương, người mau nhìn đi, xem con người đã tàn nhẫn đến mức độ nào. Dê xin nhớ lại, từ ngày anh biến thành chó ở nhân gian lưu lạc, anh đã trải qua vô số chuyện, lại càng thấu hiểu lòng người nhiều hơn. Họ luôn kết bè tạo phái để bắt nạt những kẻ yếu đuối hơn họ, vậy thì thử hỏi họ có gì tốt đẹp chứ? Anh vẫn không hiểu nổi, tại sao cha lại biết anh thành bộ dạng như vậy? Vừa nghĩ đến đây, đám người kia cũng đã tìm tới, họ lục soát mọi ngóc ngách để tìm ra Dê xin. Dê xin sợ hãi, vội vã đi tìm chỗ trốn mới. Đột nhiên, anh phát hiện ra một lỗ nhỏ ở vách tường. Lúc đầu anh có hơi lưỡng lữ vì không biết cái lỗ kia dẫn đi đâu, nhưng nghe thấy tiếng đám người kia càng lúc càng gần. Dê xin không còn thời gian để đắn đo nữa, đành phòng nhanh chui vào lỗ. Phía bên này, một đám tùy tùng đang hộ tống thái tử Nóc đi thỉnh an hoàng thượng, thế nhưng hoàng thượng lại từ chối vấn an của thái tử. Đám thị nữ phía sau không kìm được lời ra tiếng vào thì thầm to nhỏ, đều là mấy lời nói khó nghe, không biết vô tình hay cố ý, mà những lời nói của họ tất cả đều lọt vào tai của Nóc không thiếu một chữ. Hắn tức giận siết chặt nắm đấm trong tay. Thái giám đi bên cạnh ngỏ ý dò hỏi, thưa điện hạ, tiểu nhân có nên xin thỉnh an bệ hạ thêm một lần nữa không? Người đã chờ hơn một giờ rồi đấy ạ. Nóc lắc đầu từ chối, giọng nói mang chút thất vọng, dù người có xin thỉnh an thêm bao lần nhiêu lần nữa thì cũng vô ích thôi. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Thế rồi, hắn đem theo đám tùy tùng xoay người rời đi. Một cơn mưa hối hả kéo đến, đám người hầu sợ Nóc sẽ bị cảm lạnh, vội vã thúc giục hắn vào một mái đình tránh mưa. Trái ngược với sự lo lắng của họ, Nóc bình thản đưa tay ra hứng những giọt mưa. Hắn quay lại nói với người bên cạnh, một chút nữa thôi, người hãy để ta ở một mình. Đám người nghe vậy cũng không dám làm trái lệnh, lặng lẽ cúi người rời đi. Nóc ở lại một mình thì rơi trầm tư, hắn cũng không hiểu vì sao hoàng thượng lại không chịu gặp hắn. Chỉ vì một lá thư nặc danh mà hoàng thượng đã tức giận với hắn, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Nóc yếu đuối chỉ biết nghe theo. Nhưng ngày nào hắn cũng đến tẩm cung của hoàng thượng thỉnh an mong được gặp người, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bỗng nhiên, Nóc nghe thấy loạt soạt ở bên cạnh, vốn tưởng đám người hầu không biết điều kia. Nóc trầm mặc quay đầu lại trách móc, ta đã nói là muốn ở một mình rồi mà. Đáp lại hắn là tiếng của một con chó đang rên rỉ đau đớn. Nóc tò mò đưa mắt tìm kiếm xung quanh, bắt gặp nó đang co ro, run rẩy trốn ở một góc. Một người một chó bốn mắt nhìn nhau, đây cũng chính là khởi đầu của một tình yêu ngang trái. Tưởng chừng như không thể đến được với nhau. Nóc chậm rãi đảo mắt khắp một lượt xung quanh, một con chó run rẩy nép mình ở góc vụt lọt vào tầm nhìn. Nóc tiến lại gần mà không tin vào mắt mình. Cậu cúi xuống bế con chó lên, cảm giác mềm mại dưới bàn tay níu kéo Nóc không nỡ rời xa, ngay cả khi có thuộc hạ đến bẩm báo về chuyện chính sự, Nóc vẫn không thể ngừng vuốt ve nó. Vì nó đã lạc đến phủ của Nóc nên cậu quyết định sẽ mang nó về nuôi dưỡng. Đêm hôm ấy, Nóc thậm chí còn cho nó ngủ cùng mình trên giường, dịu dàng vỗ về cho nó ngủ. Nhìn con chó đang say giấc trước mặt, Nóc cũng dần chìm vào giấc ngủ. Vừa khi cậu thiếp đi, Dê Xin đã biến về hình dạng con người. Dê Xin ngơ ngác nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Hắn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng mình chạy trốn khỏi đám truy đuổi kia. May mắn là Dê Xin thoát nạn trong gang tấc, cuối cùng cũng giữ được cái mạng chó của mình. Trong khi hắn đang chỉ chính đám người kia, bỗng nhiên từ phía sau vang tên những tiếng sột soạt,
Tiếp đó là tiếng nguyền rủa của ma quỷ, chết đi, chết đi. Jessin tò mò quay đầu nhìn lại, thì thấy một chàng Mỹ Nam vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Nhưng trên đầu chàng trai lúc này có ba con quỷ vây quanh, trực chờ muốn ăn hồn. Jessin bất ngờ lên tiếng làm cho đám quỷ hú hồn chim én, sợ hãi lùi lại mấy bước, mấy kẻ tạp nham như các ngươi sao lại tụ họp ở đây. Jessin đến và ngồi xuống bên cạnh Nock đang say giấc nồng để thăm dò. Trong cơn mê man, Nock liên tục gọi tên người tình trong mộng, giúp ta với Kyung Jun. Jessin đưa tay phủ lên trán Nock, miệng lẩm bẩm, chúng mày đã bám lấy tên này từ bao giờ? Nữ quỷ kia run rẩy trả lời, ta đến đây 3 tháng rồi, còn quỷ đói kia thì là nửa năm, bóng ma lớn thì mới đến vào tuần trước. Jessin nhếch miệng cười, đôi mắt đầy vẻ gian tà khi hắn nhìn Nock. Hắn thầm muốn chiếm hữu cơ thể của Nock, một nam nhân vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ. Jessin ra lệnh cho đám quỷ biến đi khi hắn đếm đến 3. Hắn vừa mở miệng đếm 1, tất cả lũ quỷ đều biến mất, không còn con nào có gan ở lại cả. Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người đàn ông. Đường đường là thái tử đương triều, mà toàn thân cậu lại tỏa ra một luồng âm khí mạnh mẽ, hấp dẫn lũ quỷ dữ. Thậm chí ngay cả Jessin, con trai của Diêm Vương, cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Nock. Jessin vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Nock, trong lòng dâng lên một dục vọng mãnh liệt. Hắn thì thầm vào tai Nock, một vị thái tử đang ôm mối tình sâu đậm với nam nhân, vậy thì ngươi phải giúp đỡ ta rồi. Hắn nhớ lại lần đầu tiên 2 người gặp mặt, đó chính là ngày hắn bị bắt về chịu phạt. Khi đó, Jessin đang bị một tên nam sắc bám lấy không buông. Bực mình, hắn vung ta đẩy cậu ta ra, nào ngờ cậu ta ngã vào trong lòng Kyung Jun, người tình trong lòng Nock. Mặc kệ cậu ta đã nài nỉ xin lỗi nhưng Kyung Jun vẫn ghét bỏ, đẩy cậu ta sang một bên, nhanh chóng phủi người liên tục, buông lời khinh thường, một tên nam sắc bẩn thỉu sao? Kyung Jun chế nhạo lối sống phong lưu, nam nữ đều không ta của Jessin. Nghe thấy sự khinh thường đối với nam sắc từ miệng Kyung Jun, Nock có hơi chột dạ, kéo vàng mũ xuống che đi nửa mặt, tránh để người ta chú ý đến. Tuy nhiên, những động tác nhỏ này lại lọt vào mắt xanh của Jessin, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy giám quỷ đang bám đầy người Nock. Trong khi còn kinh ngạc, tiếng gờ chửi rủa của bọn quỷ đã vang vọng bên tai hắn, nghe thấy chưa? Ngươi nghe Kyung Jun nói chưa? Những kẻ nam sắc bẩn thỉu, chỉ biết bám lấy nam nhân theo cách bẩn thỉu. Nếu Kyung Jun biết được nội tâm của ngươi chắc hắn sẽ ngất mất. Jessin cảm thấy rất thú vị, người Kyung Jun đang chăm sóc tận tình kia, trong lòng đang ôm ấp thứ tình cảm đen tối. Hắn nở nụ cười mỉa mai, coi thường nam sắc, nhưng chẳng phải xung quanh ngươi, cũng có một kẻ đang thầm kín đem lòng yêu mến ngươi hay sao? Nếu ngươi vừa mắt vào quan hệ với người đó, thì đó chẳng phải nam sắc sao? Có gì mà ngươi phải coi thường? 2 người bị những từ nghĩa ộ uế của hắn làm cho tức điên, Kyung Jun không nhịn được, định xông lên mắng vài câu thì bị Nock khẽ kéo tay cản lại, lôi cậu khéo Kyung Jun rời đi. Khi đi ngang qua người Jessin, Nock bước chậm lại nhắc nhủ đôi lời. Dù ngươi có bị làm cho mất hứng cũng không nên nói những lời tục tĩu như thế, thật bất lịch sự. Nói xong, cậu không ngoảnh đầu lại, cứ thế bước tiếp. Chờ đến khi Nock đã đi xa, Kyung Jun mới để lộ bộ mặt thật, buông lời cay độc, nếu có gặp lại lần sau, hắn sẽ không tha cho Jessin. Hắn còn cảnh cáo Jessin phải cẩn thận trong từng hành động, nếu không lần sau gặp lại Kyung Jun sẽ nhổ lưỡi của Jessin ra cho chó ăn. Chắc anh đây sợ, Jessin nghe vậy chỉ ngoái ngoái lỗ tai, nhếch mép mỉa mai. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà vẫn nghe tiếng chó sủa, đau cả tai. Jessin nhìn theo bóng 2 người rời đi, trong lòng thoáng chút lay động. Lúc đó hắn vẫn chưa biết thân phận thật của Nock chính là thái tử đương triều. Giờ nghĩ lại, hắn mới hiểu tại sao cậu phải che giấu suy nghĩ của mình. Nếu người khác biết được, chắc chắn sẽ gây ra một phen náo loạn. Trở về với thực tại, cùng với những động tác của Jessin, quần áo của 2 người đã bị cởi đi 1/2. Lúc này cổ áo Nock mở rộng, để lộ khuôn ngực trơn bóng, trắng nõn nà. Jessin nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, nổi lên dục vọng mãnh liệt, cúi người mơn trớn Nock. Động tác quá mạnh làm cho Nock tỉnh dậy từ cơn mơ, cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác quen thuộc không cử động được này, khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc tuyệt vọng khó tả. Lại bắt đầu rồi, từ rất lâu trước đây, cậu bắt đầu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, ban đầu vốn chỉ cảm thấy ẩm ướt vì có bàn tay trêu chọc, không ngờ chúng bắt đầu quá đáng hơn, tham lam nuốt trọn cơ thể của cậu. Nock luôn hy vọng có một người có thể cứu cậu ra khỏi vũng lầy này. Khát vọng sống mãnh liệt giúp cậu lấy lại tỉnh táo, đúng lúc cậu nhìn thấy Jessin đang động chạm thân thể của mình. Nock hét lớn, cố đuổi Jessin ra khỏi nhưng vô ích, hắn lại càng quyết liệt hơn. Trong lúc giằng co, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt Jessin, chính là tên gặp ở kỹ viện ngày hôm đó. Thấy Nock nhận ra mình, Jessin không còn giả vờ nữa. Hắn túm lấy tay cậu, đôi mắt điên cuồng nhìn cậu như đang nhìn một con mồi. Ngươi có biết tại sao chỉ có những nam quỷ mới xếp hàng theo ngươi không? Chính vì những suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi. Dẫn đến việc cơ thể ngươi có nhiều âm khí.
Ngươi hãy coi ta là thần may mắn, bởi vì ta là người duy nhất có thể lấy hết âm khí trên người. Nói xong, Dê Sinh không để nó có cơ hội từ chối, hai người mây mưa hết hai cháp của người ta luôn, buồn thật chứ, mãi đến khi nó kiệt sức ngất xỉu Dê Sinh mới chịu dừng lại. Trong lòng hắn vẫn rất ngứa ngáy nhưng nhìn thấy nó đang nửa sống nửa chết, Dê Sinh thầm chế ngạo, con người thực là yếu đuối, chỉ mới có tí mà đã bị kiệt sức là sao? Dê Sinh vẫn còn muốn tiếp tục làm thêm nữa, nhưng trời đã gần sáng, hắn phải chuyển về hình dạng con chó, nếu không sẽ vi phạm vào lời nguyền. Trời vừa hửng sáng, nó chậm rãi mở mắt thức dậy. Cậu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy người mà mình đã gặp đêm qua đâu. Chỉ có con chó đang chạy qua chạy lại quanh giường. Nó cảm thấy cả người mệt mỏi như bị trút hết sức lực. Cậu thiếp đi thêm một lần nữa. Trong lúc nó đang lim dim thiếp đi, một tiếng động chói tai cùng tiếng la hét của đám nội quan đã phá vỡ giấc ngủ của cậu. Nó lười biếng mở mắt và ngồi dậy, giọng cậu hờn dỗi. Này, nội quan An, mới sáng sớm mà sao ngươi lại ồn ào thế? Trước mắt cậu là cảnh tượng một người và một con chó đang cãi nhau ỏm tỏi. Nó đưa tay định lên tiếng can ngăn, nhưng toàn thân truyền đến cảm giác đau nhói khó tả. Cậu nhìn đấy hôn ở khắp người liền hoảng hốt, vội kéo lấy chiếc áo ngủ bên cạnh khoác lên người. Vốn tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra rằng đó là sự thật. Lúc này, nội quan An cũng đã để ý đến những vết hôn khắp người nó, ông ta lên tiếng thăm dò. Nó đành viện cớ cho qua chuyện, thấy ông ta cứ ôm khư khư con chó không chịu buông. Nó giải thích, cậu đã đưa con chó đó vào cung vì nó bị lạc đường. Ông ta vẫn không chấp nhận, cho rằng một thái tử cao quý như nó sao có thể đưa vật nuôi vào phòng ngủ. Dù vậy, ông ta vẫn miễn cưỡng thả con chó xuống, ngay khi được thả tự do, con chó vui vẻ chạy đến bên cạnh nó lấy le. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hôm nay, hoàng thượng lại tiếp tục từ chối lời vấn an của nó, khiến cậu không còn cách nào khác đành đến đại phi điện, và trung cung điện để vấn an trước. Trong khi đám tỷ nữ đang hỗ trợ nó thay y phục, cậu bất chợt cảm thấy có chất lỏng chảy xuống dọc theo đùi. Đột ngột nhận ra điều khác thường, nó bối rối và đỏ mặt. Một tỳ nữ cũng nhận ra điều bất thường và lên tiếng hỏi, thái tử, người sao vậy ạ? Người cảm thấy không thoải mái sao? Nó cố gắng che giấu cảm xúc, hít thở nhẹ nhàng, không sao đâu, người cứ tiếp tục làm việc đi. Đột nhiên, tỳ nữ kia phát hiện trên cổ nó có vài vết hôn. Cô đỏ bừng mặt, định lên tiếng thì bị ánh mắt cảnh cáo của nội quan dọa sợ, cô không dám hé răng nửa lời. Nội quan nhanh chóng ra lệnh cho các tỳ nữ lui ra ngoài.